Tiền dường như không phải phương thức tốt để giải quyết vấn đề của Chelsea ở thời kỳ hậu Roman Abramovich. Tân chủ tịch Todd Boehly vẫn liên tục chi tiền, thậm chí là rất nhiều tiền để các người huấn luyện viên của Chelsea có thể mua bất kỳ thứ gì họ muốn, nhưng rồi Chelsea vẫn cứ thi đấu vô hồn và liên tiếp phải nhận những kết quả tồi tệ. Chelsea đã tụt xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu. Thứ an ủi duy nhất với người hâm mộ đội Blue là việc Manchester United cũng đang chơi bết bát và thường xuyên thua trận, nhưng điều này chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Pochettino vơi bớt áp lực chứ không thể che giấu thực tại. Chelsea đúng là có nhiều tiến bộ trong cách vận hành lối chơi, nhưng về cơ bản họ vẫn phòng ngự không chắc chắn và hàng công lại vô duyên, vội vàng ở những thời điểm quyết định. Vòng chín giải ngoại hạng Anh, Chelsea sẽ có trận derby London quan trọng với Arsenal. Việc gặp pháo thủ lúc này chẳng khác nào cơn ác mộng với Chelsea. Arsenal với sự xuất sắc của huấn luyện viên Mikel Arteta dần trở thành một Manchester City phiên bản có trình độ thấp hơn. Nhưng vậy là đủ để đội chủ sân Emirates có thể giành chiến thắng trước nhiều đối thủ ở giải ngoại hạng Anh. Trước khi đến làm khách ở Stamford Bridge, huấn luyện viên Arteta đón nhiều tin vui khi cho xuất Saliba hay Bukayo Saka đều trở lại sau chấn thương. Họ không phải thi đấu ở loạt trận FIFA đây trong tháng 10 năm 2023. Arsenal đang tự tin và họ chẳng có lý do gì để thay đổi hệ thống chiến thuật 4, 3, 3 mang đến nhiều thành công. Tuyến giữa với sự xuất hiện của Declan Rice đang cho thấy chất thép đáng nể. Tiền vệ người Anh làm rất tốt nhiệm vụ dọn dẹp và Odegaard có thể thoải mái chơi bóng.